Teacher Sarah again. Vừa rồi chúng mình đã học về cấu trúc hỏi có bao nhiêu cái gì, how many are there. Vậy thì bài tập ngày hôm nay của chúng mình sẽ là quay video thuyết trình lại, tự hỏi và trả lời về tất cả các bức tranh ở đây. Bây giờ cô sẽ làm mẫu cho chúng mình 3 bức tranh nhé. Ok. How many mice are there? There are 11 mice. How many balloons are there? There are 12 balloons. How many fish are there? There are 13 fish. Ok, vậy là vừa rồi cô đã lấy mẫu, làm mẫu cho chúng mình 3 bức tranh rồi đấy. Thì nhiệm vụ của chúng mình sẽ là quay video tự hỏi và trả lời tất cả các bức tranh ở đây về cấu trúc how many are there. Chúc chúng mình có một bài thuyết trình thật là hay nhá. Goodbye.